Tử Chi đánh giá vụ án chuyến bay giải cứu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Sáng ngày 16 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2023. Theo đó, ông Dương Thanh Bình, trưởng ban dân nguyện đã có những lời khen trong vụ đại án chuyến bay giải cứu. Pháp luật nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Theo báo cáo tại phiên họp trưởng ban dân nguyện ông Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Diễn đàn là cơ hội để lãnh đạo Quốc hội, hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội có thêm thông tin giá trị thực tiễn để chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội. Cũng theo ông Bình, cử tri và nhân dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và trình đốn đảng, Nhất là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Đồng thời ông Bình nhấn mạnh, đặc biệt cử tri và nhân dân đánh giá cao về việc xét xử công khai nghiêm minh vụ án chuyến bay giải cứu. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân vui mừng vì chính phủ đã chỉ đạo không tăng học phí năm học 2023-2024 để giảm gánh nặng cho người dân có con em đi học. Tuy nhiên, trưởng ban dân nguyện thông tin, cử tri và nhân dân còn lo lắng về tình trạng sạt lở, sụt lún, lũ quét tại một số địa phương. Điều này gây thiệt hại không nhỏ về người, tài sản, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống người dân. Trong báo cáo của ban dân nguyện nêu rõ, đặc biệt là vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc, gây thiệt hại tính mạng của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân, mưa lũ ở Yên Bái gây thiệt hại lớn về người và tài sản vỡ hệ thống xả tràn hồ chứa thải tại xã tả Phời, thành phố Lào Cai, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản. Ngoài ra tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn. Giá cả nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt, hàng tiêu dùng và các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống có xu hướng tăng từ trước thời điểm tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nhưng đến đầu tháng 8 vẫn tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình trạng kinh doanh và sử dụng các chất kích thích Gây nghiện như khí gây cười, si sa, kẹo ngậm ảo giác xuất hiện ngày càng nhiều và hướng đến đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh sinh viên, gây ra những hệ lụy không tốt cho chính bản thân các em, gia đình, nhà trường và xã hội. Tình trạng thông tin cá nhân bị giao bán tràn lan trên mạng và bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến. Cũng theo ông Bình, tình trạng thông tin cá nhân bị giao bán tràn lan trên mạng, bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến, tình trạng lừa đảo bằng hình thức du lịch miễn phí tiếp tục tiếp diễn. Ngoài ra, Ban Dân Nguyện cho rằng công tác quản lý, kiểm tra tiền công đức tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng còn nhiều hạn chế. Chưa dừng lại ở đó, việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế VAT của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu đã gây tác động lớn đến vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và uy tín của doanh nghiệp. Qua những vấn đề trên, Ban Dân Nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đánh giá, tìm ra nguyên nhân xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún tại một số địa phương từ đó đưa ra giải pháp thích hợp, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, ổn định sản xuất và kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Ông Dương Thanh Bình nhấn mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng chức trách, nhiệm vụ để đưa ra yêu cầu trái quy định, sách nhiễu, làm mất uy tín của doanh nghiệp có đề nghị hoàn thuế. Chỉ đạo Bộ Tài chính chấn trình kịp thời việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế VAT của cơ quan thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã thực hiện đầy đủ quy định về hoàn thuế. Phát biểu tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trước kỳ họp thứ 5, Bộ Công an nhận được 127 kiến nghị của cử tri. Sau kỳ họp, nhận được 70 kiến nghị. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trả lời 127 trên 127, đạt tỷ lệ 100% kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Đối với 70 kiến nghị sau kỳ họp, Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Nhìn lại những điểm nhấn ấn tượng trong phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị, một trong những sự kiện nóng trong thời gian vừa qua là phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu. Một phiên tòa không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân cả nước mà còn bùng nổ nhiều cảm xúc trái chiều, căm phẫn, bức xúc, so xa. Trong các phiên xét xử 54 bị cáo liên quan đến vụ việc, đã có không ít những điểm nhấn ấn tượng để lại cho dư luận khi theo dõi. Vậy cụ thể những điểm nhấn đó là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời ngay sau đây. Sau quá trình làm việc từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu đã kết thúc phần xét hỏi, tranh luận và đi vào giai đoạn nghị án kéo dài. Trong phiên xét xử đại án chuyến bay giải cứu, có tới 54 bị cáo hầu tòa với đủ các thành phần trong xã hội, từ các vị từng một thời hét ra lửa như thứ trưởng, cục trưởng, tướng công an đến các tổng giám đốc, trợ lý lãnh đạo. Có những điểm nhấn để lại ấn tượng không chỉ đối với những người tham gia phiên tòa mà còn đối với cả người theo dõi vụ việc. Phiên xét xử áp dụng nhiều biện pháp điều tra. Trong quá trình xét xử chuyến bay giải cứu, từ đầu phiên tòa tới khi hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ công an, liên tục khẳng định mình bị oan. Trước đó Hưng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với khoản tiền 800.000 đô la Mỹ khi hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn, công ty Blue Sky nhờ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an Hà Nội tìm người giúp chạy án. Viện Kiểm sát dẫn chứng 3 lần ghi lời khai của các bị cáo trước khi khởi tố, sau khi bắt tạm giam đã 8 lần hỏi cung, hai đối chất và trong giai đoạn truy tố phúc cung 2 lần. Viện Kiểm sát đã đánh giá trên toàn bộ hệ thống chứng cứ, do việc bị cáo Tuấn đưa tiền cho bị cáo Hưng chỉ có hai người biết. Trong khi bị cáo Tuấn đã khai nhận, bị cáo Hưng không khai nhận nên đã áp dụng nhiều biện pháp điều tra, qua đó có thể tổng hợp các hành vi khách quan của bị cáo Hưng để xác định ý thức chủ quan của bị cáo. Theo viện kiểm sát, bị cáo Sơn, Tuấn và Hưng bị tạm giam ở ba nơi cách xa. Bị cáo Hằng được tại ngoại nhưng lời khai của bị cáo Hằng, Sơn, Tuấn đều phù hợp với nhau, phù hợp với diễn biến điều tra vụ án. Đặc biệt có những thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án, nếu Hưng không nói thì Tuấn, Hằng Sơn không thể biết. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát cũng đã công bố dữ liệu camera cho thấy, bị cáo Hương đã nhận chiếc cặp số do bị cáo Tuấn chuyển đến rồi đưa lên xe ô tô đang chờ sẵn. Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Hương quanh co, chối tội, có thái độ không phù hợp, xúc phạm cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, gây áp lực với bị cáo khác. Từ đó, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội và đề nghị hội đồng xét xử đánh giá toàn diện, xem xét thái độ, mức độ phạm tội và cân nhắc ra một bản án nghiêm minh đúng pháp luật. Những lời ân hận buồn màng Vào ngày 22 tháng 7 trước khi nghị án, hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, nêu hoàn cảnh gia đình và những đóng góp cho xã hội, thành thần khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục phần lớn số tiền nhận hối lộ. Các bị cáo đều mong hội đồng xét xử xem xét khung lượng hình để hưởng mức án nhẹ nhất, sớm trở về với gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhiều bị cáo bật khóc gửi lời xin lỗi đảng, nhà nước người dân và gia đình. Họ cho rằng những sai phạm mà bản thân gây ra đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của đất nước trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước đó trong phần tranh luận, nhiều bị cáo và luật sư bào chữa cũng đưa ra các tình tiết giảm nhẹ để mong hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình. Trong vụ án này, hầu hết các bị cáo đều có ý thức khắc phục một phần hoặc toàn bộ số tiền sai phạm. Vâng thưa quý vị, đại án chuyến bay giải cứu đã kết thúc sau chuỗi ngày xét xử căng thẳng. Mức án cuối cùng đã được đưa ra cho các bị cáo, mang tính gian đe cao, nhưng vẫn đầy sự nhân văn trong đó. Vụ việc đã thể hiện được tính nghiêm minh, nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với đảng và nhà nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!